em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. À, trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. À, Tông Thành, hai anh em hôm nay thi nhau ăn heo quay bữa ha. Thì đây có heo quay, mình có kèm thêm ít dưa leo và miếng khóm để cho ăn được ngán. Một ký 650 chữ dễ là cũng còn ký rưỡi á. Ở đây cũng vậy luôn, hai anh em bằng nhau luôn. À, cái giờ thích cho đây muốn ăn kiểu gì đó ăn. Cái thích cho đi. Ừ. Các bạn. Đó, họ bằng ăn chấm bơ thì bằng bỏ vô. Bỏ thích chấm chấm mà nghĩ chắc không có chấm được thời gian chấm đâu. Như thế này, hai anh em 20 phút ha. Rồi. Sao, chấm được lắm, không? Lắm. 20 phút hết trước thì có hai tờ bự. Rồi hết sau thì có một tờ nhỏ ha. À, Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng theo quay với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. 1 2 3 Cái nào mình cần rồi là anh em sử dụng hết luôn nha. Hết mới thắng nha. Có ngán, có miếng khóm ăn cho dịp ngược lại.
Cái này miếng gần làm loại nha. Đó là cái sụm đó. Sụm sụm của cái dây trước. Thank you.
hay quá bạn ơi. Còn không hầu như là bị lên đèo lên núi gì đâu, xì khói chạy hết nổi rồi, hay quá bạn ơi. Rồi như leo đèo máy nóng sao chạy hết nổi, xì khói đen thôi mà không chạy. Quá hay luôn, vừa hoàn thành hết thời gian luôn. Thôi hết rồi bạn ơi, mình đâu có nói chơi với bạn đâu, bạn coi đâu ăn gian bằng đâu. 19 phút 56 giây, vừa đúng hết giờ luôn. Hai anh em ăn quay ăn vậy là quá hay dữ rồi. Phần thưởng có thành đó thôi đây, cái chào nó giòn đã lắm. Nè rốt cảm ơn mấy anh em mình đây, cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng chào lớn với bác.